Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mod Game Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mod từ game trên di động tên là Neo Monster. Thì hiện tại mình sẽ dùng giả lập Node để mod thử trên máy tính ha. Cái này các bạn có thể download về điện thoại để mod cũng được. Link mình có để bên dưới video nha. Các bạn click vào link thì sẽ hiện ra như thế này. Sau đó các bạn bấm chữ tải xuống thì nó sẽ tự động download về cho các bạn. Rồi, sau khi các bạn mở mở Node hoặc là điện thoại di động lên, các bạn xóa cái phiên bản cũ đang đang cài đặt đi ha. Rồi sau đó các bạn sẽ cài mới cái bản mod vào trên điện thoại, các bạn cũng làm y chang vậy ha. Game này yêu cầu là Android 6 chấm trở lên mới chơi được nha mấy bạn. Đây là bản mod mới nhất, bản 2.21.1. Rồi sau khi các bạn vào game nó sẽ hiện ra cái trang web, thì các bạn cứ bấm lui về thôi, bấm trở lại. Rồi nếu mà các bạn mod thành công thì sẽ bên trái nó sẽ có cái chữ AR nè, góc bên trái có cái logo AR. Thì các bạn khoan bấm vào đợi cho nó load hết vào game rồi hãy mở lên. Đây hiện tại nó đã load vào vào game xong rồi. Chơi game này nhiều nên mình sẽ test thử một chức năng gọi là hack speed cho nó nhanh hơn chút. Đây, các bạn mở lên gạt qua speed cho nó sáng lên, sau đó bấm clone này. Ở trong game cũng có thêm cái một chức năng tăng tốc nữa, nhưng mà khi các bạn chơi một hồi nó mới cho xài cái đó. Đó. Ở đây mình đã chỉnh speed rồi, nó rất là nhanh. Đó. Các bạn nghe thấy chữ nét nó rất là nhanh nè. Đây là lúc chọn nhân vật, các bạn chọn một trong hai thôi. Chọn Pokemon. Thì theo mình biết thì có nhiều người nói là cứ chơi mấy tựa game Pokemon khởi đầu cứ chọn con lửa nó sẽ đam to nhất. Mình cứ chọn con lửa. Rồi. Tiếp theo là Maxi Dam nè, làm gây thiệt hại to hơn là đam to hơn nè. Còn cái bản mod này nó sẽ còn ba chức năng nữa, thì các bạn chơi chơi lâu hơn thì các bạn sẽ tìm hiểu, tại vì cái này mình mới khởi đầu nên mấy chức năng này có thể là chưa chưa có dùng được trong cái giai đoạn mới bắt đầu game, đang hướng dẫn game này chưa xài được. Bạn chơi lâu hơn một xíu thì sẽ xài được. Rồi thì còn có những cái mod mod mới khác cho dành cho những cái game di động và một số mod dành cho game trên máy tính. Rồi PC Trainer, thì các bạn nào cần game gì thì cứ comment bên dưới kênh video của mình thì mình sẽ cố gắng tìm cho các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn like và đăng ký kênh của mình ha để nhận được những cái update sớm hơn. Rồi, video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn nhé.